Lạy Chúa, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa, xin cho chúng con được ơn cứu thoát đời đời. Chớ gì tâm niệm những mầu nhiệm mân côi rất hạnh Trinh Nữ Maria, chúng con biết noi gương theo, noi theo bắt chước những gương lành để chúng con được hưởng nhờ những ơn lành Chúa hứa trong những mầu nhiệm ấy. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.